Nghe Lữ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 21 tháng 4 năm 2002. Kính thưa quý vị, bây giờ là thứ tư đen đối với người Việt tị nạn cộng sản. Còn đối với người ở trong nước thì Nghe Lữ có dịp tiếp xúc thì họ đã gọi 30 tháng 4 là ngày quốc tang của dân tộc. Thưa quý vị, Cộng sản Việt Nam vẫn thường nói rằng họ có công thống nhất đất nước, chấm dứt chiến tranh. Họ luôn tự hãnh tiếng rằng họ là một lực lượng đã có một cái thành tích là đánh thắng đế quốc Pháp, đế quốc thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, vân vân. Thế nhưng thưa quý vị, đến nay đã 47 năm, cộng sản họ sống dưới một cái thể chế độc đảng và độc tài. Họ nói rằng họ sẽ xây dựng cái đất nước thành một cái thiên đường sau chủ nghĩa, nhưng như nhà văn Dương Thương vẫn nói, đó là một thiên đường mù. Thực tế đã chứng minh 47 năm qua, đất nước không còn chiến tranh, đã liền một giải thống nhất. Thế nhưng chúng ta được biết, nợ công của quốc gia là khủng khiếp. Một đứa trẻ sinh ra, mới sinh đã phải gánh nợ, và kinh tế thì tụt hậu. Mà điều đặc biệt đau lòng đó là đạo đức bị băng hoại, với cái việc mà chúng ta thấy hàng ngày rằng cái đội quân mang rợ đã chiến thắng đội quân dân chủ, đó là Bắc Việt, đã tạo nên con người hãnh tiếng. Họ thường hay xưng họ biết bố mày là ai không, vân vân. Và thưa quý vị, là người Việt phải bỏ nước ra đi vì không chấp nhận thể chế cộng sản, đến với hai bàn tay trắng. Nhưng những người Việt đang ở Hoa Kỳ, giàu là sắc dân thiểu số nhưng đã thành đạt từ thương mại, chính trị, vân vân. Đặc biệt như chúng ta đã biết rằng đã có một thị trưởng người Mỹ gốc Việt đầu tiên. Rồi thì chúng ta cũng đã có những nghị sĩ, nhân dân biểu là người Việt, hay là những luật sư là người Việt, vân vân. Thưa quý vị, đặc biệt để đền ơn đáp nghĩa đất nước đã cưu mang, thì thế hệ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, những cháu dù rời khỏi đất nước còn rất nhỏ hoặc là đã sinh ra tại Hoa Kỳ, đã đáp lại cái sự cưu mang của đất nước mà đã cưu mang cha ông họ. Họ đã dấn thân vào quân đội Hoa Kỳ vì họ muốn rằng thế giới tự do, yên bình. Trong đó, ít nhất hiện nay chúng tôi được biết rằng đã có 7 người là tướng người Mỹ mà gốc Việt, thưa quý vị. Đó là điều hãnh diện. Thế nhưng, có những người Mỹ gốc Việt đó bị dư luận viên cờ đỏ nói rằng làm tay sai cho đế quốc. Rồi thì những người lính già chúng tôi khi mà hướng về quê hương đưa lên những tâm tình hay là nói sự thật để người dân trong nước hiểu được thế chế cộng sản thì bị gọi là phản động, là thù địch với chế độ, vân vân. Thế nhưng có những người trẻ, họ không có cái gì gọi là thù địch với thế chế cộng sản, nhưng người Lữ đã nói ở trên, có khi họ rời đất nước còn rất nhỏ, hay họ được sinh trưởng từ Hoa Kỳ, nhưng mà họ không yên lòng để mà hưởng thụ những cái điều mà họ đã đạt được. Họ vẫn đưa những tiếng nói, làm những điều để giúp cho cái đất nước Việt Nam làm sao đó thay đổi được để có được dân chủ, dân quyền. Chúng tôi muốn nói đến một bạn trẻ mà chúng tôi rất là mến, đó là Xin Lê. Sau 20 năm phục vụ quân đội Hoa Kỳ thì Xin đã dùng truyền thông, hầu như có thể nói là hầu như hàng ngày anh đã tiếp xúc với nhiều người ở hải ngoại thành đạt để mà giới thiệu cho các bạn trẻ trong nước thấy được rằng khi sống ở xứ sở tự do thì chúng ta được những cái gì. Chúng mời quý vị nghe cuộc nói chuyện giữa Nghe Lữ và cháu Xin Lê. Trước hết là chú Nghe Lữ, chào Xin Lê. Con có thể nói cho biết được rằng tâm tư nào, tình cảm nào mà Son lại không nghỉ ngơi sau khi retire mà lại tiếp tục dấn thân dùng truyền thông để đưa tiếng nói của mình về trong nước. Mời Son. Dạ, xin chào chú Nghe Lữ và Son xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang nghe đài. Thì như mọi người đã biết là Son đi lính ở Hoa Kỳ 20 năm. Thì trước đó thì Son rất là ít tiếp xúc với cộng đồng Việt Nam. Nhưng mà với một cái cơ duyên nào đó thật là tình cờ và rất là kỳ lạ, là vào năm 2018 thì Son xem được những cái cuộc biểu tình mà người dân trong nước tràn xuống dưới đường đó để mà phản đối Trung Cộng về cái việc mà đặc khu 99 năm.
Thì tình cờ Sơn coi được những cái cuộc biểu tình như vậy và cái phản ứng của người dân rất là quyết liệt. Thì tự nhiên nó tạo cho Sơn một cái cảm xúc rất là lạ lùng. Sơn cảm thấy rất là xúc động trước cái tình hình mà người dân Việt Nam mà đoàn kết như vậy, xuống dưới đường để mà phản đối một cái kẻ thù, gọi là kẻ thù ngàn năm của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì cái điều đó nó đánh thức cái trái tim của Sơn vậy, và mình bắt đầu có một cái mối quan tâm đặc biệt đến Việt Nam, tình hình đất nước cũng như là cái sự cuộc sống của người dân Việt Nam ở trong nước nó như thế nào. Thì trước giờ Sơn chỉ có một mục tiêu là mình cảm thấy rất là may mắn khi mà bản thân của Sơn và gia đình của Sơn cũng như là tất cả những đồng hương của chúng ta ở hải ngoại có một cái cuộc sống là sung túc, tương đối là sung túc ở hải ngoại. Thì Sơn cảm thấy đó là một cái điều may mắn và Sơn muốn làm gì đó để đền ơn cái quê hương thứ hai của mình đã cưu mang chúng ta. Thì Sơn đã phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ 20 năm. Và sau cái cuộc biểu tình năm 2018 mà nhìn thấy tình hình đất nước Việt Nam như vậy, Sơn mới có thêm một cái mục tiêu thứ hai. Đó là mình muốn làm gì đó cho dân tộc Việt Nam. Mình muốn cống hiến, phục vụ cho dân tộc Việt Nam. Và đó cũng là lý do mà Sean bắt đầu làm truyền thông. Vì thứ nhất, Sean muốn nâng cao cái sự nhận thức của giới trẻ bên Việt Nam, cho họ biết như thế nào mới là thực sự là tự do và dân chủ, nhất là cái vấn đề nhân quyền. Nó không phải chỉ là qua cái đường bao tử ăn cho no, gọi là đó là dân chủ như là ông Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã từng phát biểu. Nó hoàn toàn đi xa hơn như vậy nữa. Và bây giờ là năm 2022 rồi, thưa quý vị. Chúng ta cần nhiều hơn là thức ăn qua cái đường bao tử. Và đó là lý do mà Sơn bắt đầu làm truyền thông. Và một cái mục tiêu thứ hai nữa là Sơn muốn bảo tồn và giữ gìn văn hóa của người Việt quốc gia tại hải ngoại. Không những vậy mà Sơn còn muốn phát huy nó. Và đó là lý do mà Sơn đã mời những nhân vật nổi tiếng, những người mà đã có những cái thành tựu rất là đáng kể ở trong đất nước Hoa Kỳ cũng như là những đất nước khác, Tây Âu, Úc, Canada, Châu Âu chẳng hạn. Thì Sơn muốn mời những vị khách mời lên để mà phát biểu, để mà nói chuyện, để mà cho những bạn trẻ trên toàn thế giới thấy được là dân tộc Việt Nam khi mà đặt chân đến một cái xứ sở có cái nền tự do dân chủ và đó là cái căn nguyên của tất cả mọi điều, thì chúng ta có thể dễ dàng phát huy được tất cả những cái tiềm năng ở trong mình. Đó là cái mục tiêu mà Sơn đang hướng tới. Vâng, kính thưa quý vị, 20 năm sống và làm việc ở trong quân đội Hoa Kỳ, đáng lẽ những người lữ được biết rằng Sean mới vừa nghỉ hưu năm rồi. Thay vì dẫn vợ con đi chơi, đi du lịch, đi tận hưởng cái cuộc sống mà đã mất một thời gian rất nhiều ở trong quân đội, thì Sean là sử dụng truyền thông để làm những việc mà như Sean vừa tâm tình, từ cái tâm tình. Khi tháng 6 năm 2018, người dân ở trong nước hầu như khắp các tỉnh thành đã xuống đường để biểu tình chống cái luật đặc khu 99 năm và luật an ninh mạng mà như hiện nay chúng ta đã biết. Rất nhiều người đang phải ở tù. Theo ghi lại được biết rằng ít ra là trên 256 người đang ở tù. Đặc biệt là cái kỳ biểu tình đó, hiện nay rất nhiều người còn đang ở tù, thưa quý vị. Và dưới một thể chế độc đảng độc tài thì nhiều người nếu không thờ ơ với cái vận mệnh đất nước, thấy được những sự bất công, thấy được cái hiểm họa mất nước cận kề, thì họ dám dấn thân và họ đã phải trả giá rất là tội nghiệp. Đặc biệt là có những bạn trẻ sinh sau 1975, họ chưa từng biết được cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa nhân bản khai phóng như thế nào, nhưng sống dưới thể chế cộng sản họ đã thấy được những cái bất công, những cái oan sai và đặc biệt là cái hiểm họa mất nước, thì họ đã dấn thân. Thì thưa quý vị, cũng tương tự như Son thì tôi cũng được biết được rằng một đại tá cao hùng cũng mới vừa nghỉ hưu thôi, thưa quý vị,
và anh cũng không chấp nhận là nghỉ ngơi, đi chơi. Anh lại tiếp tục ra ứng cử. Thì đó là cái tâm tình của những người trẻ. Ở ứng cử không phải để cho vinh thân phì gia, hay là cái việc làm của Son không phải để vinh thân phì gia, mà là cái tâm tình của những người trẻ, người Mỹ gốc Việt. Họ không thờ ơ với quê cha đất tổ, mà họ làm những việc đó để mong một Việt Nam phải phát triển, phải có dân chủ, dân quyền, để người dân Việt Nam không phải bỏ nước ra đi để làm lao nô xứ người, hay là làm nô lệ tình dục ở xứ người để có cái miếng ăn. Chúng ta đã chứng kiến và rất là đau lòng. Thì Son cũng là người trẻ, chú cũng từng biết rằng Son đã bị kết án rằng là tay sai của đế quốc. Rồi thì Son có đâu có hận thù với cộng sản, mà tại sao Son lại phải làm những cái việc mà như Son vừa nói, cái mục tiêu của Son. Mời Son. Dạ vâng, Son qua Mỹ năm 12 tuổi thì rõ ràng Son là một người sanh sau năm 1975. Mình cũng không có thấy được những cái cảnh chiến tranh nó như thế nào hết, nó rất là mơ hồ đối với Son. Và khi mà còn sống ở bên Việt Nam thì hay nghe cái cụm từ là giải phóng miền Nam. Thì đối với mình thì mình đi nhà đi học dưới cái mái trường xã hội chủ nghĩa, thì như các chú bác đều biết rồi đó, tất cả mọi thứ thì họ chỉ muốn tẩy não trẻ em mà thôi. Thì tất cả những gì mà Son học được, Son hấp thụ được, mình nó cho mình một cái cảm giác, một cái sự suy nghĩ hết sức là hoang đường, là mình rất là tự hào vì mình là người Việt Nam, là đất nước mình đã chiến thắng đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ, rồi chiến thắng ngụy quân ngụy quyền. Họ gán cho cái cụm từ ngụy quân ngụy quyền cho những chú bác Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì một cái lý tưởng cao đẹp. Thì John cũng giống như là bao đứa trẻ khác là bị nhồi sọ như vậy. Nhưng mà khi qua đến nước ngoài rồi, thì đặc biệt là qua bên Mỹ, gia đình của John định cư ở bên Mỹ. Lúc đó thì John mới có 12 tuổi thôi. Nhưng mà mình đã có một cái sự nhận thức, một cái căn bản nó tương đối là khá. Thì qua cái cuộc sống ở bên Mỹ và mình đi học, mình tiếp thu được những cái điều hay, những cái điều mới lạ, và mình đọc sách, mình biết được những cái sự kiện xảy ra trong lịch sử như thế nào, và rõ ràng mình nhìn thấy cái đời sống của Hoa Kỳ và rõ ràng nó có một cái điều rất là khác biệt, không giống như những gì mà mình được dạy dưới mái trường xã hội Việt Nam, là tư bản là bóc lột, tư bản là độc ác, mà ngược lại Son cảm thấy họ rất là nhân bản. Một cái ví dụ rất là điển hình là cái Noel đầu tiên mà Son và gia đình ở trên đất nước Hoa Kỳ. Hồi đó nhà Son rất là nghèo, gia đình rất là nghèo, không có gì hết. Nhưng mà những người Mỹ họ đi vào nhà và họ tặng quà, họ trao quà cho gia đình của mình. Một mình Son là có 3 món quà, mà nhà mình là tới 7 người, tính luôn cả cha mẹ. Thì rõ ràng những người này họ không có quen biết gì mình, không quen biết gì hết, nhưng mà họ trao tặng cho mình những cái món quà này, những món quà Noel. Thì nó nói lên rất là nhiều, nhiều điều thưa quý vị. Đất nước Mỹ là một cái xã hội, một đất nước rất là nhân bản, rất là coi trọng cái tình người. Và người Mỹ họ không có độc ác như những gì mà trong sách lịch sử Việt Nam mô tả là giặc Mỹ độc ác này nọ. Thì qua đó Son đã bắt đầu nhận thức được rất là nhiều cái kiến thức mới. Và khi mà trưởng thành ở bên Mỹ thì Son càng ngày Son càng ngưỡng mộ cái thể chế tự do dân chủ của đất nước Mỹ. Và đó là cái lý do vì sao mà Son muốn trả ơn lại cho đất nước Mỹ. Son quyết định là gia nhập quân đội phục vụ 20 năm. Chứ thực ra là Son không có một cái mối hận thù gì đối với thể chế cộng sản. Tại vì Son chưa bao giờ mà sống qua cái thời kỳ chiến tranh đó. Chưa có bị bóc lột. Ít ra là đối với một đứa nhỏ nó chưa có hiểu cái khái niệm bóc lột là như thế nào. Thì dạ, Son không có một cái mối hận thù gì đối với cộng sản. Son chỉ cảm thấy là bất bình cho người dân Việt Nam sống dưới một cái chế độ mà đáng lý ra nếu mà chúng ta có được cái nền tự do dân chủ, chúng ta có được cái quyền mà làm người, thì rõ ràng là người dân Việt Nam sẽ có, Son chắc chắn luôn, có được cái cuộc sống sung túc. Và biết đâu được Việt Nam của mình bây giờ
đi xa hơn là đất nước Hàn Quốc nữa. Dạ vâng. À, cái điều mà chú muốn nói với Son rằng con nghĩ như thế nào khi với những việc làm của con bị những người dư luận viên họ nói rằng là phản động, ngay cả ông lính già như chú cũng bị gọi là phản động, thì con nghĩ tại sao mình phản động mà mình bị gọi là phản động, có đáng hay không, có đúng hay không? Mời về sao? Dạ thưa chú, cái cụm từ phản động đó họ ghép cho rất là nhiều người, như là những người mà lên, sao nghĩ là bất cứ ai mà lên cái tiếng nói phản biện với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì đều bị gắn vô cái cụm từ là phản động. Nhưng mà các bạn trẻ phải đặt một cái câu hỏi là phản động ở đây là phản ai? Những người mà lên tiếng nói phản biện họ binh vực ai? Họ binh vực người dân hay là họ binh vực những cái xấu, những cái phi nghĩa? Chúng ta phải hiểu cái điều đó, cái nguyên nhân, cái cốt lõi, cái vấn đề đó là đâu? Vì sao những người này họ lên tiếng? Chẳng hạn cho lấy ví dụ là những người mà lên tiếng bảo vệ môi trường ở bên Việt Nam cũng bị ghép cái cụm từ phản động. Những người lên tiếng bảo vệ nhân quyền, bảo vệ cái quyền làm người của người dân, bảo vệ cái lợi ích của người dân thường xuyên bị chiếm đất. Cái vấn đề đất đai bên Việt Nam là luôn là cái vấn đề nhức nhối từ biết bao nhiêu năm nay rồi. Hàng ngàn người dân oan. Tại sao chúng ta Làm lúc nào sao cũng mà có bình người đẳng? dân oan? Dạ. Rồi những vấn đề khác nữa về tôn giáo. Rất là nhiều. Rất là nhiều. Tại sao những người này lại bị gán vô cái cụm từ là phản động? Phản cái gì? Chúng ta chỉ lên tiếng nói phản biện, chúng ta binh vực cho người dân, chúng ta binh vực cho những người thấp cổ bé họng, những người mà không thể nào nói được, tại vì nói ra là bị bắt vào tù. Thì họ gán cho chúng ta là những thành phần phản động. Thì Son chỉ nghe Son cười thôi chứ Son không biết phải nói như thế nào nữa. À, cái điều hôm nay đó, để chúng ta chấm dứt cái cuộc nói chuyện, chú muốn Son là một người cũng còn trẻ mà nhìn về quê hương. Son biết hiện nay có rất nhiều bạn trẻ đang đi ở tù, thí dụ như Huỳnh Đức Thanh Bình, Trần Hoàng Phúc, Nguyễn Quốc Đức Vượng, rồi Huỳnh Thục Vy, Đinh Thị Thu Thủy, những người mẹ mà phải bỏ con còn nhỏ đang đi ở tù chỉ vì họ mang cái tấm lòng là muốn cho đất nước nó tốt đẹp hơn, không có bất công, không có quan sai, không có cái nguy cơ là sẽ bị mất nước vì Thảo Cộng mà họ đi tù. Thì chú muốn Son hãy tâm tình với các bạn trẻ đó trong cái cảnh tù mục của họ như vậy, rồi nhắn luôn các bạn trẻ còn đang bên ngoài tâm tình của người trẻ hải ngoại gửi về người trẻ trong nước. Chú mời sao? Trước hết, Sơn muốn nói đến những bạn trẻ mà ở trong tù. Những việc mà các bạn làm, nó sẽ không bao giờ là lãng phí. Đặc biệt là các bạn đã tác động đến những người như là Sơn đây. Từ khi mà Sơn biết về các bạn, từ Đúng. khi mà Sơn nghe tiếng nói của các bạn, thì Sơn bắt đầu dấn thân vào làm truyền thông. Mà thực ra Sơn có thể làm được rất là nhiều điều khác, mà không bị gán cho cái cụm từ phản động. Mình không nhất thiết là phải làm những việc mà mình đang làm. Nhưng mà vì các bạn đã tác động đến trái tim của tôi, và vì thế tôi đang làm những việc mà có ý nghĩa, giúp đỡ cho những người khác mà vẫn chưa có được cái sự nhận thức. Thì cái điều này trước tiên là Son muốn cảm ơn các bạn, và Son muốn nhắn nhủ với các bạn một điều là các bạn sẽ không bao giờ bị lãng quên. Son cam đoan với các bạn một điều đó. Và những bạn mà ở trong nước, những bạn trẻ, thì John chỉ muốn nói một cái điều này thôi. Các bạn hãy luôn luôn trau dồi cái kiến thức của mình. Luôn luôn nghe cái tiếng nói hai chiều. Đừng nghe một hướng. Và mình phải kiểm chứng. Và mình phải nghe phía bên kia họ nói gì. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đang vào tháng 4. Tháng 4 là một cái tháng gọi là cả nước Việt Nam phải reo mừng, ăn mừng cái ngày này, ngày 30 tháng 4. Là cái ngày độc lập, cái ngày giải phóng của đất nước. Nhưng mà các bạn phải hiểu một điều là chiến thắng của một bên không có nghĩa là chiến thắng của toàn toàn dân tộc, mà một nửa đất nước lại coi đó là một cái ngày rất là đau buồn, một cái sự mất mát, một cái sự ra đi,
mà hàng triệu đồng bào Việt Nam phải bỏ nước ra đi, lênh đênh ở trên biển cả. Hàng triệu người đã không đến được cái bến bờ tự do mà phải bỏ mình trên biển cả. Thì những người này họ cũng là người Việt Nam và lịch sử phải ghi nhận, phải nói lên cái sự thật và phải ghi nhận những điều này, phải tôn vinh họ. Vì sao họ phải bỏ nước ra đi? Đáng lý ra giải phóng phải là một cái điều vui mừng, họ phải vui sướng, họ phải tràn vào miền Bắc. Họ phải chạy lên miền Bắc. Đúng không? Nhưng mà chúng ta không thấy đồng bào Việt Nam, đồng bào miền Nam chạy ra ngoài Bắc, mà chúng ta chỉ thấy người đồng bào miền Bắc tràn vào miền Nam. Và cái điều đó đã xảy ra từ năm 1954 đến năm 1975, và ngay cả thời điểm này chúng ta chỉ thấy người dân miền Bắc, đa số là người dân miền Bắc tràn xuống miền Nam để mà an cư lập nghiệp. Thì đó là cái sự thật, các bạn phải đặt một cái câu hỏi như vậy. Tại sao chúng ta phải ăn mừng cái ngày này, trong khi chúng ta nhìn vào nước Mỹ cũng có một cái cuộc nội chiến rất là miền bi Bắc. đát, rất là thảm khốc. Nhưng mà sau cái cuộc nội chiến đó, ông tướng Lee và ông tướng Grant ngồi lại bắt tay với nhau, cùng nhau xây dựng lại đất nước. Không ai phải đi tù, không một người dân Mỹ nào phải tràn ra biển để mà tìm đường vượt biên, để mà bỏ trốn cái chế độ mà đã giải phóng mình. Không ai làm như vậy. Và kể từ đó nước Mỹ đã trở thành một cường quốc của thế giới. Và người dân Mỹ không bao giờ ăn mừng cái ngày chấm dứt cuộc nội chiến, mà họ coi đó là một cái ngày rất là đáng buồn, và họ tưởng nhớ đến những chiến sĩ đã hy sinh ở hai phía. Ở hai phía. Chứ không phải là chỉ nói tốt về một phía. Thế tại sao người dân Việt Nam lại ăn mừng cái ngày mà anh em tương tàn nhau, mà họ không ăn mừng cái ngày mà họ chiến thắng quân Trung Cộng xâm lăng vào năm 1979? Họ hoàn toàn không nhắc đến, họ không có phổ biến cái ngày này. Cái ngày này là cái ngày mà quân Trung Cộng tràn qua xâm chiếm Việt Nam và đã bị Việt Nam đánh ngược lại. Họ không nhắc tới, mà họ lại ăn mừng cái ngày mà miền Bắc miền Nam đánh nhau, rồi biết bao nhiêu đồng bào Việt Nam, hàng triệu đồng bào Việt Nam phải tử vong, và thêm vài triệu đồng bào bỏ nước ra đi nữa. Thì Son cho rằng đây là một cái sự kiện gây nên rất là nhiều cái sự đau buồn cho dân tộc Việt Nam. Chúng ta phải tưởng nhớ nó, chúng ta phải ghi nhận nó và trả lại cái sự thật cho lịch sử. Và một điều cuối cùng mà Son muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ là, nếu mà các bạn muốn đấu tranh, các bạn muốn giành lại cái quyền làm người, lấy lại cái sự tự do dân chủ cho dân tộc Việt Nam, thì các bạn phải làm cái điều đó thật là khôn ngoan. Đôi khi có những việc mà chúng ta không nhất thiết phải ra mặt. Chúng ta có thể làm âm thầm. Chúng ta có thể làm trong thầm kín. Tại vì các bạn còn gia đình, còn người thân nữa. Cho nên đôi khi chúng ta phải tìm một cái phương án nào đó để mà giữ an toàn cho bản thân và người thân cũng như là gia đình của mình. Và người Việt hải ngoại sẽ luôn ủng hộ các bạn, sẽ luôn sát cánh cùng các bạn. Chúng tôi sẽ không bao giờ lãng quên các bạn đâu.